Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về chơi với mèo bạn xinh đẹp. Giờ ta nói về các lợi ích khi nuôi mèo nhé. Chơi với mèo lợi ích cho cả tinh thần và thể chất. Nuôi mèo mang lại nhiều niềm vui và lợi ích cho sức khỏe con người. Một trong những hoạt động gắn kết tình cảm giữa chủ và mèo chính là việc chơi đùa cùng nhau. Hôm nay, hãy cùng khám phá những lợi ích tuyệt vời mà việc chơi với mèo mang lại cho cả tinh thần và thể chất của chúng ta nhé. Lợi ích về tinh thần, giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện tâm trạng, việc vuốt ve và âu yếm mèo có thể giúp hạ huyết áp, nhịp tim, Điều này giúp bạn cảm thấy thư giãn, bình tĩnh và giảm bớt lo âu. Tăng cường sự vui vẻ và hạnh phúc, khi chơi đùa với mèo, cơ thể bạn sẽ sản sinh ra hormone dopamine, mang lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và sảng khoái. Giảm cảm giác cô đơn, mèo là những người bạn đồng hành tuyệt vời, giúp bạn bớt cô đơn và mang lại cảm giác được quan tâm, yêu thương. Lợi ích về thể chất, khuyến khích vận động, việc chơi đùa với mèo có thể giúp bạn vận động nhiều hơn, đặc biệt nếu bạn tham gia các trò chơi vận động cùng mèo như ném chuột đồ chơi, đuổi bắt từ đó cải thiện số đo ba vòng của bạn cải thiện hệ miễn dịch, một số nghiên cứu cho thấy trẻ em thường xuyên tiếp xúc với mèo có hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn và ít bị dị ứng hơn. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nuôi mèo có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là ở những người cao tuổi. Mình có biết vài món để giúp giảm stress khi chơi với thú cưng, các bạn thấy hay thì vào xem nha.